Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và vâng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ đồ thời Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc. Bộ sản phẩm đó là bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Đây là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Trường Tâm anh ở Hải Phúc, Hải Hậu Anh đã đặt hàng online chúng tôi trong thời gian vừa qua Thì hôm nay xong mộc chúng tôi có quay lại video clip một lượt Giới thiệu tới gia đình anh cũng như tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi các sản phẩm đồ thờ cúng Bộ sản phẩm này chúng tôi làm chữ Hán Nôm có phụ đề tiếng Việt Bộ sản phẩm này gồm một bức hoành phi và một đôi câu đối bước hoành phi này chúng tôi làm với thông số đó là dài 1m97 chiều rộng 67 toàn bộ lòng ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân các cái thông số kích thước này tôi đã giới thiệu rất nhiều trong các video trước nhưng trong mỗi video chúng tôi vẫn phải nhắc lại để cho quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở quý khách vẫn nhận được hàng ưng ý và đúng mẫu mã thông số kích thước xung quanh phần ván này chúng tôi chạy chữ công và bên trong bức hoành phi thì chúng tôi có thiết kế đó là một chiếc cuốn thư và được chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Chữ Hán Nôm thì chúng ta đọc từ phải sang, còn nếu là chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang. Khi quý khách mua bộ sản phẩm này thì quý khách sẽ được hai trong một, đó là mua một bức hoành phi nhưng có thể sử dụng cả một chiếc cuốn thư. Và đôi câu đối này chúng tôi cũng ra cái mẫu độc quyền mang thương hiệu đồ gỗ hiền lanh, đó là câu đối rơi lãng. Bên trên chúng tôi đục đầu rơi, toàn bộ được đục tay thủ công 100%. Câu đối bên phải thì chúng tôi chạm đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh. Câu đối bên trái thì chúng tôi chạm tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh để đối với vế phải. Và các cái viền bo chúng tôi đã làm viền bo cong. Và các cái phần diềm chúng tôi chạy tứ quý bốn mùa tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông và phía dưới thì chúng tôi chạm lãng hoa quả đào các cái viền cũng được chúng tôi bo cong rất là đẹp và mẫu này cũng đang được bán chạy nhất năm 2020 chúng tôi gọi đó là mẫu thịnh hành nhất là do quý khách hàng trên toàn quốc đã tin tưởng và đặt hàng rất nhiều các cái mẫu mã này hiện tại chúng tôi đang còn trong xưởng rất nhiều có bức hoành phi dài 2m17 để cho các quý khách hàng có thể lựa chọn mua sắm trong cái dịp tết cuối năm và đây là vế câu đối bên trái chúng tôi chạm tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh bản này chúng tôi làm có phụ đề tiếng việt để cho quý khách dễ hình dung hơn và cùng song song với mẫu này chúng tôi có làm các cái bản câu đối không phụ đề để dành cho những người họ am hiểu về chữ nho quý vị hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem kỹ các cái video clip của chúng tôi thì quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở cơ sở đồ gỗ hiền lanh nhận đặt hàng online 24 trên 24 qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên xã Yên Ninh huyện Yên Yên tỉnh Nam Định Chúng tôi có sản xuất bán buôn bán lẻ trên toàn quốc. Chúng tôi đổ cho đại lý cấp 2, cấp 3 rất nhiều. Như các tỉnh thành như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nội. Nhập các cái mẫu hoành phi câu đối của chúng tôi này rất nhiều. Thì quý khách thấy cái mẫu mã này, quý khách hãy nhớ đến cơ sở đồ yên Lanh. Chúng tôi liên tục cập nhật các cái thông số kích thước mẫu mã mới nhất. Về đồ thờ cúng tâm linh, cũng như về hoành phi câu đối, cuốn thư để cho quý khách trên toàn quốc được biết để tham khảo. Từ mẫu mã đến kích thước. Đây là mẫu bán chạy nhất của chúng tôi năm 2020. Một tháng trung bình chúng tôi ra được từ 100 tới 200 bộ như này. Chúng tôi đang sở hữu một đội ngũ thợ rất là đông. Có thể đáp ứng cho các cái đại lý cấp 2, cấp 3. Với cái số lượng lớn. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã bàn giao tới các cái gia đình ở Gia Lâm Hà Nội, Quảng Ninh. Các cái bộ mẫu sản phẩm này và chữ đã được dát vàng 419. Thì bên cạnh các cái sản phẩm chữ dát vàng 419 chúng tôi có các cái bộ dát vàng Đài Loan. Đó là tùy theo yêu khách của tùy theo yêu cầu của khách hàng. Thì quý khách cứ liên hệ trực tiếp về hotline 0986883349, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí tận tình cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo xin cảm ơn